chương 231, vì một bình thủy các ngươi cả đám đều hô nghĩa phụ là. Tần Tiểu Ngư vừa mới nói xong câu đó, đứng ở bên cạnh Chu Lệ Lệ hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Học chung lớp đội ngũ hướng bên này chạy tới. Ta xem một chút, hẳn là cũng hứa, tựa như là Trần Khải bọn hắn ban a. Chu Lệ Lệ có chút không dám xác định, nhưng mà một giây sau, Tần Tiểu Ngư liền lập tức nói. Ta thấy được, là lão Trần bọn hắn ban, là lão Trần bọn hắn ban. Tần Tiểu Ngư trong đám người liếc mắt liền thấy được Trần Khải tính cách tương đối hàm hàm tần tiểu ngư lập tức đứng tại chỗ đụng nhảy hướng về phía hắn vẫy vẫy tay trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý cũng bao quát tần tiểu ngư các nàng ban giáo quan vị bạn học này ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không đây là huấn luyện quân sự có cái gì yêu cầu báo cáo bằng không thì không cho phép nói chuyện lại càng không chuẩn loạn động tần tiểu ngư các nàng ban giáo quan một bộ rất nghiêm khắc biểu lộ chỉ là biểu lộ là có thể đem người giật mình giáo quan ta đã biết ân ừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn thấy tần tiểu ngư bộ dạng này bộ dáng hàm hàm, liền chu lệ lệ mấy người các nàng đều có chút dở khóc dở cười. Tiếp đó kế tiếp, tần tiểu ngư các nàng bang, đi hơn phân nửa vòng về sau, cũng bắt đầu lục tục bên trên cường độ. Toàn thể đều có, chạy bộ đi, 121. Chạy một vòng bộ dáng, tần tiểu ngư liền có chút nhanh lạc đội, lệ lệ, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được, ta cảm giác ta chân phải phế, sắp không có tri giác. Chu lệ lệ, còn có ký túc xá mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều rối rít nói, hơn nữa khích lệ một chút tần tiểu ngư. Kiên trì một chút nữa các con, giáo quan chỉ là để chúng ta chạy hai vòng mà thôi, lại chạy một vòng liền kết thúc, cuối cùng kiên trì một chút nữa, kiên trì chính là thắng lợi. Tần tiểu ngư cảm giác thể chất của mình thật sự rất kém cỏi, rõ ràng nghỉ hè thời điểm, ngẫu nhiên cũng cùng Trần thải một khối leo núi, rèn luyện cơ thể, như thế nào cảm giác thể chất chính là theo không kịp đâu. Chắc chắn là bởi vì chính mình rất nhỏ gầy nguyên nhân, nếu là chiều cao của mình một M78, chắc chắn thể chất cạc cạc hảo. Nghĩ tới chỗ này tần tiểu ngư, liền lập tức càng hạ quyết tâm, về sau A. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cao lớn một điểm, ngược lại lão Trần cũng đáp ứng ta, về sau chạm vạn tối không có việc gì thời điểm, ăn rồi bữa tối, bồi ta đi đến trường trên trận bóng rổ đánh mấy chục phút bóng rổ. Bóng rổ là giỏi nhất cao lớn vận động, tin tưởng kiên trì một đoạn thời gian, ta khẳng định so với bây giờ cao hơn mấy cm. Tần tiểu ngư vừa chạy, một bên biểu la hét nói, bất quá vấn đề bây giờ là, phải nghĩ biện pháp trước tiên từ quân huống mấy ngày nay sống sót mới được, nếu không, đến lúc đó lão Trần đoán chừng liền muốn cùng một cái chết tầng Tiểu Ngư một khối chơi bóng rổ. Chu Lệ Lệ lập tức nói, "Cá con, ngươi nói cái gì đó, cũng quá điềm xấu đi." Vốn chính là đi tầng Tiểu Ngư một cái miệng nhỏ toàn trình không rảnh rỗi, vừa chạy một bên nhỏ giọng nói chuyện, khiến cho Chu Lệ Lệ mấy người các nàng cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, cũng không biết cá con ngươi đến cùng là không còn khí lực đâu, vẫn là khí lực cả người toàn bộ ngưng kết tại ngoài miệng. Chạy lao lực như vậy, nhưng mà cái này miệng thật sự không rảnh rỗi a à. mà lúc này đây trần khải bọn hắn bang đã chạy hai ba vòng kết thúc về sau tại chỗ nghỉ ngơi một chút trần tử trắc bọn hắn ca ba cái đã mệt co quắp trên mặt đất nờ, cái này giáo quan là cái ma quỷ a à. vừa lên tới liền để chúng ta vây quanh thao trường chạy hai ba vòng chúng ta ma đô đại học sân trường thao trường lớn bao nhiêu chẳng lẽ trong lòng bọn họ không có đếm sao chúng ta cũng là mới vừa từ tốt nghiệp cao trung tiến vào tân sinh a à. đây nếu là đi làm lính mà nói đó cũng là tân binh đảng tử, vừa lên tới liền lên cao như vậy cường độ, là cá nhân ai chịu nổi a? À? Liền không sợ đem chúng ta những thứ này đóa hoa tổ quốc cho dội nát sao? Không được, không được, ta thật có chút không chịu nổi, khác nước chết ta rồi, nhất định phải đi mua uống đều. Nhưng mà ta cảm giác ta một đôi rung chân rất nhiều, đứng đều nhanh không đứng lên nổi, các ngươi ai nguyện ý giúp ta đi mua chai nước a? À? Nếu ai giúp ta mua chai nước trở về, kia chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Khá lắm vì một bình thủy bắt chước lữ phụng tiên nhận nghĩa phụ đúng không ta khinh bỉ ngươi muốn nhận cũng là ta trước tiên nhận nghe được bọn hắn ca ba cái ở giữa đối thoại trần khải cũng là có chút điểm dở khóc dở cười làm một người trùng sinh hơn nữa khóa lại hệ thống trong khoảng thời gian này đến nay hắn tố chất thân thể từng tiến hành nhiều lần cường hóa cùng tăng cường vừa mới chạy cái này hai vòng đối với trần khải tới nói không tính thật cái gì dễ dàng không có chút nào tốn sức lực gì hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi cho nên hắn trong lúc nhất thời cười cười nói đi xem ở ba người các ngươi mệt như vậy phân thượng cái này nghĩa phụ ta làm ta đi giúp ba người các ngươi mua mấy bình uống các ngươi đều nghĩ uống gì Trần Tử Trác Hách Tiểu Long cùng Thạch Hàng ba người bọn hắn lập tức kích động nói Cơ nờ lão đại ta yêu ngươi không hổ là lão đại của chúng ta quá hào phóng đêm qua thật sự không có ủng phí cho không ngươi mua cơm màn đêm buông xuống tiêu thật là ý tứ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lão đại ngươi cái này tố chất thân thể có thể a à? vừa mới tên ma quỷ này giáo quan để cho chúng ta vây quanh thao trường chạy hai ba vòng ngươi nhìn tất cả mọi người mệt muốn chết từng cái mồ hôi hột đầy đầu hơn nửa ngồi dưới đất đều tê liệt đều nhanh thành rác rưởi ngươi thế nào thấy mặt không đỏ hơi thở không gấp giống như một chút việc cũng không có dáng vẻ lão đại không hổ là lão đại cái này tố chất thân thể thực ngưu a à? nếu ai tương lai làm bạn gái của ngươi đây chính là hạnh phúc chết không đúng hẳn là chết thảm ha 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 nói như vậy cũng không mau bệnh trần tử rác ba người bọn hắn đùa giỡn nói trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó nhìn ba người bọn hắn các ngươi mau nói muốn uống gì không có nói vậy ta liền chỉ cho ta tự mua đừng 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 bọn hắn ca ba cái lập tức nói ta muốn uống tuyết bích nước khoáng liền tốt coca cola trần khải gật đầu một cái tuyết bích nước khoáng cùng coca cola đúng không không có vấn đề bất quá chờ mua về về sau đừng quên các ngươi vừa mới nói cái gì ba người bọn hắn gãi đầu một cái một bộ bộ dáng không hiểu chúng ta vừa mới nói gì ta hiểu yên tâm đi lão đại chờ ngươi mua về về sau một tay giao hàng một tay hô nghĩa phụ chính là chính là hàng còn chưa tới đâu bây giờ liền để chúng ta hô nghĩa phụ mà nói ít nhiều có chút cái kia nói không sai lão đại ngươi nhanh đi giúp chúng ta mua a à. ta bây giờ miệng đều nhanh đã nứt ra một mép đều chảy máu không nhường nữa ta uống chút gì không đồ vật mà nói ta cảm giác ta tùy thời có khả năng giống thủy bị bốc hơi hết trần khải cũng là bất đắc dĩ cười cười tiếp đó liền đi thao trường phía dưới siêu thị, mua mấy bình thủy. Ngoại trừ cho bọn hắn tất cả ba cái mua đồ uống, đương nhiên, cũng cho Tần Tiểu Ngư mua một bình nông phu sơn tuyền. Trần Khải vừa rồi chú ý một chút Tần Tiểu Ngư các nàng bang, vừa mới cũng chạy hai ba vòng, y theo chính mình đối với Tần Tiểu Ngư thể chất hiểu rõ trình độ, đoán chừng Tần Tiểu Ngư cũng mệt mỏi hỏng a. À. Vừa vặn cũng có thể để cho cá con uống một bình giải khác một chút. Tấu chương xong. Chương 232, lão Trần ta yêu ngươi chết mất vậy mà cho ta đưa nước hảo. Trần Khải mua xong đồ uống sau khi trở về, lập tức liền đem ba bình đồ uống ném cho Trần Tử Trác ba người bọn hắn. Cho, các ngươi muốn uống đồ uống. Ba người bọn hắn tiếp vào đồ uống về sau, lập tức mở ra, tiếp đó quả quyết uống một ngụm. Đúng là mẹ nó thống khoái, lão đại, ngươi đơn giản chính là chúng ta ba cái tái sinh phụ mẫu A. Nghĩa phụ tại thường, xin nhận chúng ta một lạy. Người anh em này ba cái cũng là đùa giỡn nói. Trần Khải cười cười, trùng sinh sau khi trở về, lần nữa nhìn thấy đại học những thứ này bạn cùng phòng các con, vẫn là giống như trước kia, một chút cũng không có đổi, chỉ là một bình đồ uống đều có thể làm tràn nhận nghĩa phụ, không hổ là các ngươi a. Tiếp đó ngay sau đó, Trần Khải liền trực tiếp cầm cho Tần Tiểu Ngư mua bình kia nước khoáng, sau đó trở lại Tần Tiểu Ngư lớp học nơi các nàng đang ở. Chỉ thấy Tần Tiểu Ngư lúc này, ngồi dưới đất đã mệt muốn chết. Lệ lệ, ta cảm giác ta sắp chết, nếu là ta không chịu nổi mà nói, các ngươi nhớ kỹ giúp ta đánh 120. Còn có, các ngươi ai giúp ta đi mua một bình thủy a. Ta bây giờ quá khác, cần gấp uống chút gì không nếu không ta cảm giác ta lúc nào cũng có thể sẽ chết không đúng không phải khả năng thật sự sẽ chết tần tiểu ngư rất khoa trương lấy chu lệ lệ các nàng ba cái cũng là mệt không được vừa lên tới liền chạy hai ba vòng đổi thành ai cũng chịu không được a à. ma đô đại học cái này dù sao cũng là một trường đại học a à. cùng cao trung giáo viên thao trường so ra chắc chắn là ma đô đại học thao trường diện tích muốn lớn hơn một chút thậm chí ngay cả nam sinh trong lớp nhóm đều mệt co quắp trên mặt đất cả đám đều co quắp trên mặt đất liền đứng lên đi thao trường phía dưới siêu thị mua chai nước uống khí lực cũng bị mất. mà tần tiểu ngư các nàng ban giáo quan lúc này nói xem các ngươi một chút những học sinh này từng cái sống trong nhung lụa mới chạy hai ba vòng liền mệt mỏi thành dạng này kế tiếp một đoạn thời gian huấn luyện quân sự chiếu các ngươi tiếp tục như vậy có thể kiên trì xuống thế là tốt rồi. có không ít đồng học đều nói thẳng báo cáo giáo quan ngươi cái này cường độ huấn luyện cũng quá lớn tốt xấu tiến hành theo chất lượng một chút a à. cũng chỉ là để chúng ta đi nửa vòng trực tiếp để chúng ta vây quanh thao trường chạy lên hai ba vòng đổi thành ai cũng chịu không được a à. ta cảm giác buổi tối hôm nay trở về ký túc xá lúc ngủ chắc chắn là bắp thịt toàn thân đau nhất cái này không thể căng cơ sao cái kia xong con nghé hôm nay mới là huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền đã mệt mỏi thành dạng này kế tiếp còn có rồng rã 6 ngày thời gian a à. cái kia như thế nào nấu đi qua a à. giáo quan ngươi xem chúng ta đều mệt mỏi thành dạng này nếu không thì ngươi giúp chúng ta đi xuống lầu siêu thị mua mấy rương nước khoáng đến đây đi ta là một chút đều không muốn đi xin hỏi ở đây có thế cùng siêu thị cái kia biên điển bên ngoài tống phục vụ sao ta có thể thêm tiền a à? tần tiểu ngư miệng nhỏ cũng không rảnh rỗi vội vàng thỉnh giáo quan cùng làm học nhóm mua mấy rương nước khoáng tới ngồi ở bên cạnh chu lệ lệ cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng nói các con mau nhìn nhà các ngươi lão trần nhà các ngươi lão trần hướng chúng ta bên này đến đây nghe được chu lệ lệ nói như vậy về sau tần tiểu ngư cũng là hơi sững sờ tiếp đó liếc mắt nhìn hướng bên này đi tới trần khải lão trần lão trần tần tiểu ngư giống như là điên cuồng vừa mới còn không có tin đánh hái mệt muốn chết nhưng mà một giây sau liền lập tức đứng lên giống như đại lực thủy thủ cô ti hoạt hình ăn rau cải xôi bên cạnh chu lệ lệ cùng hai gã khác bạn cùng phòng cũng là dở khóc dở cười nhìn thấy tần tiểu ngư phản ứng này về sau thật sự rất muốn hỏi một câu tần tiểu ngư ngươi đây cũng quá cái kia đi hợp lấy nhìn thấy các ngươi gia lão trần là đại lực thủy thủ cô ti hoạt hình ăn rau cải xôi a à, vừa rồi ai vừa khóc lại hô nói mình sắp chết quả nhiên a à, ma lực của ái tình cứ như vậy vĩ đại bên cạnh chu lệ lệ nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì tình yêu các ngươi chớ nói lung tung có hay không hảo chúng ta đây là hữu tình hữu tình ngươi hiểu không tần tiểu ngư chững chạc đàng hoàng nói không thể không nói tần tiểu ngư là hiểu hữu tình mà trần khải đi tới về sau tiếp đó đối với tần tiểu ngư nói như thế nào cá con vừa mới chạy hai ba vòng mệt muốn chết rồi a à, có phải hay không rất miệng khác ngươi nhìn ta mang cho ngươi thủy đến đây biết miệng ngươi khác cho nên cũng chuyên môn giúp ngươi mua một bình Tần Tiểu Ngư lúc này nói, wow, lão Trần ta yêu ngươi chết mất, làm sao ngươi biết ta bây giờ chỉ thiếu một bình thủy cứu mạng, vậy ta sẽ không khách khí. Tần Tiểu Ngư chuẩn bị vặn ra nắp bình, tiếp đó hét lớn đặc biệt uống, kết quả phát hiện mình vặn không ra, này liền lúng túng. Lão Trần, ta quá mệt mỏi cho nên vặn không ra nắp bình, ta vừa mới chạy hai ba vòng quá mệt mỏi, cảm giác cơ thể trong xương nhanh tan thành từng mảnh, tay cũng không có gì khí lực, ngươi giúp ta vặn một chút nắp bình a. À. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, Tần Tiểu Ngư thật sự biết nói chuyện, cái gì gọi là quá mệt mỏi cho nên vạn không ra nắp bình. Liền xem như bình thường không mệt thời điểm, không có tiến hành bất luận cái gì phong trào thể dục thể thao bộ môn thời điểm, đoán chừng tần tiểu ngư cũng là vạn không ra nắp bình A. Hảo ta giúp ngươi mở, Trần Khải khẽ cười một tiếng, tiếp đó vạn ra nắp bình, tần tiểu ngư lập tức uống vào mấy ngụm. Wow, thanh thanh lương lương thật dễ uống. Mà tần tiểu ngư uống nước trong nháy mắt, nhưng làm sau lưng cùng lớp những bạn học kia cho làm mê muội đặc biệt là một ít nữ sinh nhóm, lúc này đặc biệt sụp đổ lúc này chúng ta vừa mệt lại khát nước nhưng mà tần tiểu ngư đâu lại có một cái nhan trị cao như vậy nam sinh chủ động cho tần tiểu ngư đưa nước hơn nửa nam sinh này tựa như là lúc trước ở trên mạng rất nóng bỏng vị kia trần khải sáng tác mấy bài đứng đầu ca khúc cái vị kia cho nên trong lúc nhất thời tần tiểu ngư trong lớp rất nhiều các nữ sinh cũng là có chút hâm mộ không ngừng nuốt nước miếng không được không được lại nhìn như vậy đi xuống càng xem càng khác nói cái gì cũng muốn xuống mua chai nước chỉ là xem người uống tính toán chuyện gì xảy ra a à. Tần Tiểu Ngư uống không sai biệt lắm về sau, ngay sau đó liền nói, lão Trần ngươi thật đáng tin cậy, biết ta lúc này miệng khát muốn chết, đặc biệt đến cho ta đưa nước, ngươi thực sự là đại cứu tinh của ta. Ngay lúc này, Trần Khải trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Tích tích, cho Tần Tiểu Ngư đưa nước, trước mắt sinh ra tâm tình chập chờn, túc chủ thu được hệ thống ban thưởng, nhỏ nhoi 10 vạn nhấn like cơ sở nhân khí. Nhìn xem trước mắt ban thưởng, Trần Khải đại khái hiểu một chút, ban thưởng chính là ý trên mặt chữ, kế tiếp mặt kệ hắn làm cái gì hành vi, chỉ cần bị tuyên bố đến trên mạng, liền có thể thu được hệ thống gia trì 10 vạn nhấn like cơ sở nhân ký. Tiếp đó ngay sau đó, liền thấy Trần Khải bọn hắn ban cái vị kia vương giáo quan đi tới, cùng tầng tiểu ngư ban huấn luyện viên lưu lẫn nhau đúng đối quyền, hai vị giáo quan hàng huyên vài câu, sau đó nói. Các vị đồng học, mọi người im lặng một chút, hôm nay là chúng ta huấn luyện quân sự đầu một ngày, đại gia hôm nay cũng đều thật cực khổ, buổi tối hôm nay đâu. Chúng ta cùng sát vách quản lý xí nghiệp hệ đồng học cùng ta bên cạnh vị này vương giáo quan làm một chút liên động đại gia hôm nay chặn vạn tối ăn qua bữa tối về sau hai cái bang đến thao trường sớm một chút tụ tập buổi tối chúng ta tiến hành tài nghệ biểu diễn tấu chương xong chương 233, đáp ứng tầng cá con huấn luyện quân sự sau khi kết thúc cho nàng ban thưởng khi hai vị giáo quan tuyên bố buổi tối hôm nay muốn tại thao trường làm liên động tiến hành tài nghệ biểu diễn bộ môn thời điểm đại gia trong nháy mắt kinh hô lên một tiếng ồn ào lên gây rối ồn ào ồn ào so với đêm hôm khuya khoắt còn muốn làm huấn luyện quân sự hạng mục vậy hiển nhiên đại gia thích hơn chính là tài nghệ biểu diễn A. Tối thiểu nhất rất buông lỏng A. Quá tốt rồi, buổi tối hôm nay có tiết mục có thể nhìn. Chu lệ lệ mấy cái bạn cùng phòng đều rối rít nói, mà tần tiểu ngư cũng là ha ha cười. Lão Trần ngươi nghe chứ không có, buổi tối hôm nay hai người chúng ta ban muốn tiến hành liên động, tiến hành tài nghệ biểu diễn hạng mục, lão Trần ngươi ca hát dễ nghe như vậy, có suy nghĩ hay không buổi tối hôm nay cũng biểu diễn một chút tiết mục đâu. Tần tiểu ngư hàm hàm nói, Trần Khải còn chưa mở lời trả lời, tần tiểu ngư cơ hồ đã có thể tưởng tượng được tới đến tối hôm nay thời điểm lão trần tùy tiện biểu diễn một ca khúc cạc cạc kinh diễn toàn trường một màn. dù sao lão trần tiến ca thật sự rất êm tai hơn nữa sáng tác ca từ lại vô cùng có tài hoa cái tần tiểu ngư là biết đến như thế nào lão trần buổi tối muốn hay không biểu diễn một chút đâu trần khải hơi cười cười cái này có thể a à, đến buổi tối rồi nói sau trần khải cũng không phải loại kia khá là yêu thích tú bản thân cũng không phải tương đối cao điều trừ phi có người chuyên môn cu hắn đó mới sẽ cân nhắc một chút. Rất nhanh vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua, đảo mắt liền tới giữa trưa, huấn luyện vừa giữa trưa, mặc dù mới đi qua mấy giờ mà thôi. Nhưng mà Tần Tiểu Ngư cảm giác chính mình xương cốt sắp tan thành từng mảnh, hơn nữa đói bụng muốn chết, đặc biệt là đến trưa thời điểm, bụng đã lộc cộc lộc cộc bắt đầu kêu, cảm giác buổi trưa hôm nay có thể ăn hai bát cơm. Tần Tiểu Ngư cùng Chu Lệ Lệ các nàng bốn cái ở trường học cửa phòng ăn đợi vài phút, chỉ chốc lát sau liền thấy Trần Khải cùng hắn ba cái bạn cùng phòng đi tới. Lão Trần lão Trần Chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi thật lâu, các ngươi giáo quan vừa mới đang làm gì, như thế nào muộn như vậy mới giải tán. Tần Tiểu Ngư có chút hiếu kỳ hỏi, Trần Khải cười cười, cũng không có gì, vừa mới lớp chúng ta có người không có báo cáo liền loạn động, bị phạt tập chống đẩy, hít đất, hắn làm xong về sau mới giải tán, cho nên chậm trễ vài phút. A là như thế này a, lão Trần ngươi không có bị phạt tập chống đẩy, hít đất a. Trần Khải hồi đáp, đương nhiên không có. Ừ vậy là tốt rồi, Tần Tiểu Ngư cười hì hì, nếu là lão Trần bị phạt tập chống đẩy hít đất mà nói, Tần Tiểu Ngư cảm giác chính mình sẽ có chút đau lòng, tóm lại không có liền tốt. Vậy chúng ta mau vào đi thôi, nhiều người như vậy một mạch tiến vào nhà ăn, sớm đi xếp hàng A, bằng không thì đến lời sau cùng cũng chỉ còn lại có cơm thừa đồ ăn thừa, vậy khẳng định rất khó ăn, ta hôm nay buổi sáng chạy tầm vài vòng, mệt muốn chết, nhất định phải ăn nhiều mấy bát lấp đầy một cái bụng, buổi chiều còn muốn tiếp tục huấn luyện đâu. Tần Tiểu Ngư hu hu nói, ai, xong đời, hôm nay vẫn chỉ là huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, đây nếu là lại huấn luyện quân sự cái ba ngày năm ngày, cái kia còn có mệnh sao? Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói, ta còn không có nói yêu đương đâu, ta còn muốn thể nghiệm một chút ngọt ngào yêu nhau là mùi vị gì, ta cũng không muốn Tráng Niên mất sớm a. À. Tần Tiểu Ngư bộ dạng này bộ dáng hàm hàm, thật sự rất khả ái. Đừng nói Trần Khải, liền Tần Tiểu Ngư bên cạnh Chu Lệ Lệ ba cái bạn cùng phòng có chút dở khóc dở cười, cá con ngươi nói gì thế? Chẳng qua là tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện quân sự mà thôi, Tráng Niên mất sớm không đến mức a, à, làm sao có thể a? À. Như thế nào không có khả năng, ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng chỉ ta thân thể nhỏ bé này thật đúng là không biết có thể hay không kiên trì đến huấn luyện quân sự xong làm không tốt ta lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi tần tiểu ngư vừa mới nói xong câu đó trần khải liền hơi cười tiếp đó mở miệng nói ra như vậy đi các con nếu là huấn luyện quân sự có thể kiên trì xuống mà nói đợi đến huấn luyện quân sự kết thúc về sau ta cho ngươi một cái ban thưởng ban thưởng là ban thưởng gì tần tiểu ngư chớp chớp ánh mắt như nước trong veo có chút hiếu kỳ nhìn xem trần khải lão trần muốn cho chính mình ban thưởng là ban thưởng gì nha. Tần Tiểu Ngư càng nghĩ càng hiếu kỳ, sẽ không phải lão Trần muốn thưởng chính mình một cái hôn hôn a. À? Vẫn là một cái ôm một cái đâu. Hẳn sẽ không. Dù sao mình cùng lão Trần chỉ là huynh đệ quan hệ, hắn cho phần thưởng của mình chắc chắn sẽ không là phương diện này, nhưng mà, ta có thể hay không quản lão Trần muốn một chút chỉ định ban thưởng a. À? Tần Tiểu Ngư trong lòng la lên, là thực sự muốn đem lời nói này đi ra. Đừng nhìn Tần Tiểu Ngư bình thường tùy tiện, nói chuyện không thông qua đại não nhưng mà ở phương diện này tần tiểu ngư vẫn là hơi có chút thu liễm dù sao dù nói thế nào cũng là nữ hài tử nếu là ngay cả hôn hôn loại lời này đều có thể làm tràn lời nói ra cũng không hẳn là bình thường ngu ngơ thậm chí có thể dùng nữ trương phi để hình dung tần tiểu ngư thế là tần tiểu ngư rất tò mò hỏi lão trần ngươi nói là thật sự đi vốn là ta đối với huấn luyện quân sự đã không có báo bất kỳ hy vọng gì dựa theo trước mắt cường độ huấn luyện tới nói ta cảm giác ta nhiều nhất kiên trì đến ngày thứ ba liền không tiếp tục kiên trì được đoán chừng đến lúc đó vẫn sẽ giống cao trung giả bệnh tiếp đó ra khỏi huấn luyện quân sự, nhưng mà đâu, nếu như ta thật sự có thể kiên trì một tuần lễ trở lên, đẳng huấn luyện quân sự kết thúc về sau lão Trần ngươi muốn cho ta khen thưởng mà nói, vậy ta ngược lại là có thể kiên trì một chút. Bởi vì ta chính xác muốn A biết, lão Trần ngươi sẽ cho ta ban thưởng gì đâu. Trần Khải cười cười, tiếp đó bán một cái cái nút, chờ huấn luyện quân sự kết thúc về sau, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Khải sở dĩ hy vọng Tần Tiểu Ngư có thể đem huấn luyện quân sự kiên trì, chủ yếu cũng là vì Tần Tiểu Ngư thân thể tính toán lâu dài để cân nhắc, dù sao có một cái tốt cơ thể kỳ thực sau bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng đi hơn nữa cũng có thể thông qua một đoạn thời gian huấn luyện quân sự tới rèn luyện một chút sinh viên đại học năm nhất nhóm nghị lực nếu như có thể kiên trì nổi mà nói cũng coi như là tương đối có ý nghĩa một việc cái này cũng là vì cái gì rất hay đi làm lính ở trong bộ đội lúc đó sẽ phi thường khó chịu cảm giác một ngày bằng một năm một dạng nhưng mà một khi từ trong bộ đội đi ra đến muốn xuất ngủ ai về nhà nấy thời điểm cái kia cũng nhất định sẽ khóc như mưa cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó huấn luyện quân sự một đoạn thời gian cứ việc rất ngắn nhưng cũng là rất khó quên một đoạn ngây ngô hồi ức tốt lắm tất nhiên lão trần ngươi cũng nói như vậy cái kia đoạn này thời gian huấn luyện quân sự ngươi hãy yên tâm ta tần tiểu ngư nói được thì làm được khẳng định có thể kiên trì nổi lão trần ngươi chờ xem đi chờ huấn luyện quân sự xong về sau đừng quên cho ta ban thưởng a tần tiểu ngư cười ngu ngơ lấy trần khải đánh một cái ok thủ thế tiếp đó ngay sau đó trần khải cùng tần tiểu ngư hai người bọn họ ký túc xá liền đã đem thức ăn đánh tốt tìm một vị trí ngồi xuống tần tiểu ngư cùng chu lệ lệ các nàng ngồi chung một chỗ bất quá vẫn là ngồi ở trần khải đối diện đối mặt với mặt tần tiểu ngư một bên ăn vừa nói lão trần ta cảm giác ngươi thật mạnh a à? huấn luyện quân sự vừa giữa trưa mọi người chúng ta đều mệt mỏi thành dạng này ngươi thật giống như cùng một người không việc gì ngồi ở trần khải bên cạnh trần tử trác đùa dẫn nói còn không phải sao vừa mới tại sân luyện tập thời điểm chúng ta còn nói Lão đại tố chất thân thể mạnh như vậy, tương lai nếu là tìm bạn gái, vậy hắn bạn gái có thể thảm ha ha ha. ân ừ. Tần tiểu ngư gương mặt ngu ngơ, có chút không hiểu rồi, vì sao lại rất thảm A. À. Tấu chương xong. Chương 234, lão đại cùng tổ tử phóng tránh chúng ta nhanh chịu không được A. À. Trần tử trác vừa mới nói xong, tiếp đó tần tiểu ngư liền chững chạc đàng hoàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhìn thấy chân thành như vậy ánh mắt cùng hỏi thăm, cho trần tử trác có chút làm phủ. Lão đại tẩu tử thật sự có chút khờ a à, cho ta đều không biết làm gì ngồi ở tầng tiểu ngư bên cạnh mấy nữ sinh cũng chính là tầng tiểu ngư bạn cùng phòng bao quát chu lệ lệ ở bên trong đại gia trong lúc nhất thời mặc dù cũng mộng một chút bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng ha 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 chính xác lời nói này lời nói tháo lý không tháo tầng tiểu ngư rất tò mò hỏi lệ lệ các ngươi đang cười cái gì cái này điểm cười ta như thế nào nghe không hiểu chứ vì cái gì nếu ai làm lão trần bạn gái liền sẽ rất thảm đâu đây là gì logic các ngươi giải thích cho ta một chút chu lệ lệ cùng hai cái khác bạn cùng phòng hồi đáp ai nha các con ngươi nghe không hiểu không quan hệ các ngươi gia lão trần nghe hiểu là được nếu là muốn biết hỏi các ngươi gia lão trần a tần tiểu ngư chửi bậy rồi một lần chu lệ lệ mấy người các nàng mù vòng vo gì a thế là tần tiểu ngư nhìn xem trần khải hỏi lão trần vậy ngươi nói với ta vừa mới là có ý gì a nhiều người như vậy đều tại chỗ trần khải coi như muốn về đáp giải thích một chút cũng có chút thẹn thùng chủ yếu là sợ tần tiểu ngư lúng túng quay đầu nói riêng một chút ta bí mật nói cho ngươi tần tiểu ngư hỏi tại sao muốn nói riêng một chút đang ngồi không phải đều là chính mình người sao ngoại trừ ngươi phòng ngủ bạn cùng phòng bên ngoài chính là ta phòng ngủ bạn cùng phòng có cái gì là không thể nói sao trần khải hồi đáp ngươi thật muốn biết tần tiểu ngư gật đầu một cái đúng a à, đúng a à, đương nhiên muốn biết nếu không các ngươi đều nghe hiểu chỉ ta nghe không hiểu khiến cho ta giống như cùng các ngươi không hợp nhau mau nói mau nói nếu không thì ngươi tại bên tai ta lặng lẽ nói với ta cũng được Tần Tiểu Ngư đến gần một điểm, sau đó đem lỗ tai bên cạnh tới, Trần Khải ngay tại bên cạnh lỗ tai của Tần Tiểu Ngư lặng lẽ nói một câu nói. Tiếp đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chú ý tới Tần Tiểu Ngư khuôn mặt trực tiếp liền đỏ lên, phi phi phi, lão Trần Ngư thật tà ác. Trần Khải cười ha hả, cái này có thế không quan hệ với ta, là Trần Tử Trác nói. Tần Tiểu Ngư liếc mắt, tiếp đó Trần Trần Tử Trác nói, uy uy uy, liền ngươi, nhìn cái gì đấy, nói chính là ngươi. Ngươi nhưng chớ đem nhà chúng ta lão Trần làm hư trần tử trác dùng ngón tay rõ chỉ một chút chính hắn gương mặt mộng bức phản ứng tiếp đó ở trong lòng yếu ớt chửi bậy rồi một lần lão đại ngươi bán đội hữu tốc độ thật là nhanh a à. trần tử trác ha ha cười cười tẩu tử ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi thuần nói đùa tần tiểu ngư hừ một tiếng cái gì nói đùa tư tưởng bẩn thiểu. không đúng cái gì tẩu tử a à, mù kêu cái gì a à ngươi tần tiểu ngư trừng trần tử trác một mắt nhưng mà trong nội tâm rất mừng thầm tẩu tử xưng hô thế này tần tiểu ngư thật sự rất ưa thích a à, cảm giác sao nữ huynh đệ xưng hô thế này muốn tốt hơn nhiều. Nếu như lão Trần hắn ký túc xá đám bạn cùng phòng, về sau đều quan tâm chính mình gọi chị dâu, tần tiểu ngư cảm giác vẫn rất cái kia. Tiếp đó ngay sau đó, ở trường học nhà ăn ăn rồi bữa tối về sau, nhìn một chút thời gian, lúc này còn không phải đã khuya, chạng vạn tối 7 điểm 50 phân tả hữu đi thao trường tụ tập, bây giờ còn có hơn nửa giờ thời gian. Thế là tần tiểu ngư nói, lão Trần, ngược lại bây giờ còn có hơn nửa giờ mới đi thao trường tụ tập, như vậy tại thời gian này, vừa vạn có rảnh, bồi ta đi đánh một chút bóng rổ a à, ngươi đã nói muốn dạy ta trần khải cười cười tốt 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 vậy thì bồi ngươi đi đánh một chút đi thôi mấy ca đều cùng nhau đi a à. trần tử trác ba người bọn hắn gật đầu một cái nói một tiếng được rồi mà tần tiểu ngư ký túc xá đám bạn cùng phòng cũng đi theo cùng nhau đi chỉ chốc lát sau liền đi tới sân bóng rổ vừa vặn nhìn thấy có năm thứ hai đại học đám học trưởng bọn họ tại đánh bóng rổ cho mượn bóng rổ tới về sau trần khải bắt đầu kiên nhẫn dạy tần tiểu ngư chơi bóng nhìn thấy chưa cá con học tập chơi bóng rổ đâu, cần trước tiên từ dẫn bóng bắt đầu, đúng chính là như vậy chụp, ngươi nhìn ngươi, cường độ cần đem nắm hảo, đối với cứ như vậy. Tần tiểu ngư rất nghiêm túc đang quay bóng rổ, chụp mấy lần liền hừ hừ mà cười cười, wow, lão trần ngươi thấy được không có, ta cảm giác ta vẫn là rất có thiên phú, vừa bắt đầu cứ như vậy lợi hại sao. Ngay cả chính ta đều kinh ngạc. Ta cảm giác ta tương lai nếu như muốn đi đánh NBA mà nói, hẳn là cũng hứa, cũng có thể hỗn đến World Cup trận chung kết A. Lời này vừa mới nói xong, Tần Tiểu Ngư trong tay bóng rổ liền trực tiếp trượt đi qua, Tần Tiểu Ngư nhanh chóng chạy tới nhặt cầu, tràn diện này có chút ít hài hước. A Nha mất mặt. Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói như vậy lấy, tiếp đó ông cầu trở lại Trần Khải bên cạnh, tiếp tục dẫn bóng luyện một hồi. Tiếp lấy Trần Khải liền dạy Tần Tiểu Ngư tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Đúng, đứng tại ba phần tuyến, chú ý cổ tay phát lực, nhảy dựng lên quăng vào đi. Dẫn bóng dẫn bóng, Tần Tiểu Ngư nhảy dựng lên đầu cái rổ về sau, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, kết quả ba kích một chút bóng rổ va vào một phát không có dẫn bóng hơn nữa còn một cái bắn ngược trực tiếp liền đập vào chu lệ lệ trên đầu ái chà chà cá con ngươi làm gì chu lệ lệ lúc này cầm một ly sữa đậu nành uống vào đứng ở bên cạnh soát điện thoại suy nghĩ mở ra máy chụp ảnh chuẩn bị chụp mấy tấm hình ghi chép một chút kết quả tần tiểu ngư lại la ó bóng rổ luyện đều luyện đến trên đầu mình đau quá a à. tần tiểu ngư ngay sau đó nói tiếp a nha lệ lệ ngượng ngùng không ra không ra đầu không đau a à ta giúp ngươi xoa xoa. Tần Tiểu Ngư tính cách chính là như vậy, mặc dù là người mới học nhưng mà cái này miệng nhỏ thật sự không ngừng, vừa mới còn nói lấy chính mình thiên phú, đánh vào NBA World Cup đều không phải là không thể nào, một giây trước còn tại khoác lác, một giây sau liền trực tiếp lúng túng đánh mặt, mà lại là tốc độ ánh sáng đánh mặt. Lão Trần, vừa mới là cái ngoài ý muốn, chúng ta tiếp tục tiếp tục. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư tại sân bóng rổ luyện hơn nửa giờ bóng rổ, Tần Tiểu Ngư vẫn có tiến bộ, mặc dù tiến bộ tương đối chậm chạp bất quá trần thải cùng tần tiểu ngư hai người bọn họ song phương bạn cùng phòng cũng đứng ở bên cạnh toàn trình nhìn xem hai người bọn họ ở đó luyện tập bóng rổ tại sao ta cảm giác trong không khí có một cổ nhàn nhạt hôi chua vị mà lại là yêu đương loại kia hôi chua vị không biết các ngươi ngửi thấy không ngửi ta là không có ngửi được nhưng mà ta cảm giác ta răng rất chua lão đại cũng quá cái kia đi đại học khai giảng ngày đầu tiên ta còn tưởng rằng hắn giống như chúng ta cũng là độc thân cẩu còn nghĩ cùng hắn sau một chút ai tay mài ra kén tương đối sâu các ngươi có thể hiểu ta ý tứ a kết quả lão đại lại có xinh đẹp như vậy nữ huynh đệ, hơn nữa nhìn cái tư thế này, ta càng xem càng cảm thấy, còn giống như không chỉ là nữ huynh đệ đơn giản như vậy. Còn không phải sao, cái này tràn ngập đáng chết yêu nhau không khí cảm giác, ta một cái độc thân cậu ở bên cạnh nhìn, không biết vì cái gì khóe miệng nhịn không được dương lên. Ta cũng là. Lão đại cùng tẩu tử rõ ràng là đang thả tránh A, à, vì cái gì ta còn không nhịn được cười đâu. Lão đại vang ngươi, xin thương xót đừng phóng chuồng, ta cảm giác chúng ta ba cái mắt chó đều phải sắp bị lóe mù. Tấu chương xong. Chương 235, để ta đi biểu diễn tiết mục Lão Trần. Cứu tràng A. Lão Trần. Cứu tràng A. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư luyện hơn nửa giờ cầu, trong nháy mắt đã đến 7.50 phân tả hữu. Cũng chính là giáo quan phân phó, đi thao trường tập hợp thời gian. Lão Trần, giống như giáo quan tại thổi còi, nên đi thao trường tập hợp, chúng ta mau tới thôi, đến trễ thế nhưng là phải phạt chạy vòng, ta thân thể nhỏ bé này có thế chịu không được. Tần Tiểu Ngư nói như vậy lấy trần khải cũng là cười cười sau đó đem bóng rổ còn đưa năm thứ hai đại học đám học trưởng bọn họ tiếp lấy đám người bọn họ liền đi thẳng tới thao trường mỗi bạn học cùng lớp nhóm cũng đã ăn rồi bữa tối cũng trở về ký túc xá đơn giản nghỉ ngơi một chút lúc này cũng đã đến thao trường tập hợp hai cái ban giáo quan trước tiên riêng phần mình điều chỉnh vừa tan tầm cấp đội ngũ toàn thể đều có nghiêm tất cả nhìn phía trước nghỉ hai cái lớp học đều đồng loạt xếp hàng đội hình đặc biệt chỉnh tề giáo quan ngay sau đó liền nói hảo như vậy kế tiếp hai cái bang làm thành một vòng tròn ngồi xuống. Buổi tối hôm nay, hai người chúng ta lớp học liên động, tài nghệ biểu diễn hoạt động hạng mục chính thức bắt đầu. Huấn luyện viên Lưu tiếp tục nói, phía dưới, trước tiên từ ta cùng vương giáo quan trước tiên cho các ngươi biểu diễn một chút tay không bổ gạch hạng mục. Tay không bổ gạch, mặc kệ là Trần Khải vẫn là tần tiểu ngư trong lớp nam nam nữ nữ các bạn học, vừa nghe đến cái này lập tức liền bắt đầu gây rối, dù sao cũng là 18-19 tuổi thanh niên, loại này biểu diễn hạng mục rất hấp dẫn chú ý của bọn hắn, tần tiểu ngư cũng không ngoại lệ thế là từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra tiếp đó hướng về phía ngồi ở trước mặt mình chu lệ lệ nói lệ lệ thân thể ngươi hướng về bên này gần lại một chút cho ta cản một chút ta xem một chút điện thoại đừng để giáo quan phát hiện chu lệ lệ cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười khá lắm tần tiểu ngư ngươi coi ta là thành trên bàn học một chồng sách hảo cho ngươi cản trở chơi điện thoại tần tiểu ngư cúi đầu tiếp đó cho trần khải bên kia phát một câu tin tức lão trần có nghe hay không giáo quan muốn biểu diễn tay không bổ gạch thật là lợi hại nha trần khải điện thoại chấn động một cái vừa vặn hách tiểu long an vị tại trước mặt của hắn hách tiểu long dáng người rất mập ngăn tại phía trước có thể nói ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật trần khải trở về một chút tần tiểu ngư như thế nào ngươi thích xem loại này biểu diễn hạng mục sao đương nhiên tay không bổ gạch a à, cái này hạng mục có nhiều đáng xem a à, tần tiểu ngư trả lời tin tức nói tiếp đó lại hỏi một chút đúng lão trần buổi tối hôm nay ngược lại cũng không có gì hoạt động huấn luyện hơn nữa ác chủ bài chính là tài nghệ biểu diễn, đoán chừng buổi tối hôm nay hai người chúng ta ban các bạn học, đều biết riêng phần mình biểu diễn một chút mình sở trường hạng mục, cái kia lão Trần ngươi đây, muốn hay không hát một bài ca. Lão Trần ngươi ca hát dễ nghe như vậy, ta dám nói ngươi nếu là mới mở miệng mà nói, mặc kệ là lớp các ngươi đồng học, vẫn là chúng ta ban, chắc chắn kinh đảo một mảng lớn. Tần Tiểu Ngư rất có lòng tin nói, chủ yếu là bởi vì lão Trần tiếng ca thật sự rất dễ nghe, đặc biệt là cái kia một bài gió nổi lên, Tần Tiểu Ngư thật sự rất ưa thích đương nhiên thích nhất vẫn là mập mờ bài hát kia tóm lại đều thật thích thế là ngay sau đó hai vị giáo quan biểu diễn hoàng đồ thủ bổ gạch về sau hai cái lớp học vây quanh ở trên mặt đất ngồi vang lên một mảng lớn tiếng vỗ tay khá lắm giáo quan thật là quá ngưu cứng như vậy cục gạch một trưởng vỗ xuống trực tiếp liền hai nữa thật lợi hại chẳng thể trách là từ binh sĩ đi ra ngoài ta tay này nếu là vỗ xuống mà nói đoán chừng xương cốt đều nhanh nát đây mới là chân nam nhân so với những cái kia ngành giải trí tiểu bạch kiểm các minh tinh không muốn biết mang gấp bao nhiêu lần. Trước đây có nhập ngũ cơ hội, ta vậy mà không có thật tốt trân quý, bởi vì sợ chịu khổ cho nên không có lựa chọn báo danh tham gia, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự rất hối hận. Ngay tại giáo quan biểu diễn hoàng đồ thủ bổ gạch hạng mục về sau, có không ít nam sinh đều ngầm bàn luận xôn xao, tiếp đó ngay sau đó huấn luyện viên lưu liền nói, tốt, bên kia những nữ đồng học kia, ta nhìn thấy các ngươi đang chơi điện thoại di động, cản cái gì cản. Lấy ra quan minh chính đại chơi A, không cần giấu giếm, buổi tối hôm nay không phải đã nói rồi sao, chỉ là tài nghệ biểu diễn hạng mục mà thôi, là để các ngươi buông lỏng, đêm nay không có bất kỳ cái gì huấn luyện hạng mục. Cho nên đằng sau những bạn học kia, chơi điện thoại di động thoải mái lấy ra chơi a. À. Bất quá sáng sớm ngày mai thời điểm, chính thức huấn luyện cũng không thể chơi điện thoại, nếu như bị ta bắt được, điện thoại tại ta chỗ này không thu một tuần lễ, đợi đến huấn luyện quân sự kết thúc về sau sẽ trả lại cho các ngươi, đều nhớ a. À. Nam nữ các bạn học đều từng cái đồng loạt nói, nhớ kỹ, cảm tạ giáo quan. Tiếp đó một giây sau, Nam đồng học cùng nữ đồng học nhóm đều rối rít đem riêng phần mình điện thoại lấy ra, chụp hình chụp hình, quay video quay video, không khí hiện trường cũng là vô cùng náo nhiệt. Mà huấn luyện viên Lưu tiếp tục nói: "Tốt các vị các bạn học, vừa mới ta cùng vương giáo quan đã biểu diễn tay không bổ gạch cái này biểu diễn khâu, cũng coi là cho các ngươi lên một cái đầu, kế tiếp các ngươi có hay không vị bạn học kia xung phong nhận việc, muốn lên tới biểu diễn một chút. Mặc kệ là biểu diễn nói tướng thanh, vẫn là ca hát khiêu vũ, dù là cái gì cũng không biết đi lên bay lên té ngã." cùng các bạn học tú một chút cũng là ok hôm nay là các ngươi huấn luyện quân sự ngày đầu tiên huấn luyện suốt cả ngày các ngươi cũng thật mệt mỏi buổi tối hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một chút huấn luyện viên lưu nói xong câu đó hiện trường liền có không ít nam nam nữ nữ các bạn học xung phong nhận việc đầu tiên lên đài chính là một cái tóc dài nữ sinh các vị đồng học các ngươi tốt ta tới cấp cho đại gia biểu diễn một chút vũ đạo nói xong lời này về sau trước mắt vị này nữ sinh lập tức liền nhảy một đoạn vũ đạo là một đoạn ba lê là nghỉ hè thời điểm chuyên môn đi học một đoạn vũ đạo, suy nghĩ lên đại học về sau gia nhập vào vũ đạo xã, cũng coi như là có một đoạn vũ đạo cơ sở. Tốt tốt tốt. Hiện trường các nam sinh là thích xem nhất cái này, chỉ tiếc mặt quân huấn phục, không có cách nào đem vóc người hoàng mỹ bày ra khá là đáng tiếc, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được, vị này nữ sinh vũ đạo bản lĩnh cũng là có, nhảy là thực sự hảo, dáng dấp cũng coi như là rất tốt nhìn. Bất quá đương nhiên, muốn nói dáng vẻ chắc chắn cùng tần tiểu ngư là không có cách nào so. Cốt cảm tạ các vị đồng học, ta vũ đạo biểu diễn xong ngồi trở lại vị trí của mình về sau kế tiếp mấy cái nam nam nữ nữ các bạn học cũng là biểu diễn biểu diễn còn có nói lạnh chê cười mặc dù là có chút giới bất quá tối thiểu nhất đại gia cũng là tại tích cực tham dự mà huấn luyện viên lưu lúc này chú ý tới tần tiểu ngư thế là nói vị này nữ đồng học vừa mới nghe thấy thấy ngươi ở phía dưới nói chuyện miệng của ngươi là thật không rảnh rỗi a à, cho là giáo quan ta nghe không được đúng không liền ngươi ngươi đến cho các bạn học biểu diễn một chút tài nghệ a à ta Tần Tiểu Ngư dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ chính mình, đột nhiên bị giáo quan chỉ đích danh yêu cầu đi lên làm tài nghệ biểu diễn, Tần Tiểu Ngư lập tức liền nói, giáo quan, ta sẽ không nha, ta có thể tìm người thay ta biểu diễn sao? Huấn luyện viên lưu hồi đáp, cũng được, bất quá điều kiện tiên quyết là nhân gia phải nguyện ý mới được. Tần Tiểu Ngư thế là đi tới Trần Khải vị trí, nhìn xem Trần Khải, lão Trần, giáo quan để cho ta đi biểu diễn tiết mục, ta ca hát có bao nhiêu khó khăn nghe ngươi là biết đến, cứu tràng A. Tấu chương xong. Chương 236, Lão Trần ngươi thật hảo quay đầu ta mời ngươi uống trà sữa nha. Tần Tiểu Ngư ca hát có nhiều trừu tượng người khác không biết, Trần Khải đây chính là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên Tần Tiểu Ngư bí mật ngay trước mặt Trần Khải, sẽ đủ loại khoác lác, thường xuyên treo ở mép lời nói chính là, như thế nào lão Trần, bài hát của ta âm thanh có phải hay không rất dễ nghe, có phải hay không nghe được ta hát ca về sau, có một loại tự nhiên tầm thường cảm thụ, có phải hay không cảm giác lỗ tai của mình tiến hành thần thánh tẩy lễ. Mỗi lần nghe được Tần Tiểu Ngư nói như vậy, Trần Khải đều có loại cảm giác dở khóc dở cười, là, đó thật đúng là quá tẩy lễ. Mà Tần Tiểu Ngư căn bản liền nghe không ra Trần Khải lời này là có ý gì, thậm chí một mặt hàm hàm nói, ha 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 ha. Lão Trần ta liền biết, giống ngươi như thế có thưởng thức tài nghệ người, thật là không thấy nhiều. Trần Khải lúc đó phốc thử nở nụ cười, có chút bị Tần Tiểu Ngư chọc cười, Tần Tiểu Ngư, ngươi thật sự cho rằng ta là đang khen ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải đang khen ta sao? Tần Tiểu Ngư một mặt hàm hàm hỏi lại, ánh mắt bên trong loại kia trong suốt ngu xuẩn, cho dù là trôi qua rất lâu, Trần Khải cũng khó có thể quên. Cái này cũng là vì cái gì lúc kiếp trước, khi Trần Khải phát hiện mình bỏ lỡ Tần Tiểu Ngư sẽ như vậy ý khó bình, bởi vì ngươi rất khó ở trong xã hội đụng tới giống Tần Tiểu Ngư dạng này hàm hàm nữ hài tử. Mà lúc này bây giờ đối mặt Tần Tiểu Ngư cầu cứu cùng một mặt chân thành thẫn cầu, còn không có đợi Trần Khải nói cái gì, Trần Tử Trác bọn hắn ca ba cái liền lập tức nói, khá lắm, lão đại nếu là tại huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn hiện trường hát vài bài ca mà nói đây tuyệt đối là hiện trường nổ tung mấy ca các ngươi tin hay không a à? trần tử trác vừa mới nói xong lời này bên cạnh hách tiểu long liền lập tức trả lời cái kia tất yếu a à. dù sao chúng ta lão đại phía trước ở trên mạng tuyên bố qua vài bài âm nhạc tác phẩm trước mắt thế nhưng là các đại âm nhạc phần mềm trên bình đài bá bản tồn tại các ngươi bây giờ có thể đi mở ra tencent music bản xếp hạng lão đại cái kia bài mập mờ đến bây giờ còn tại bản xếp hạng mười hạng đầu mang theo đâu thậm chí nghiền ép một đám trước mắt tương đối lửa nóng lưu lượng ca sĩ ngươi làm đồ thôi mà Tần Tiểu Ngư rất nghiêm túc nói, "Lão Trần, nhờ cậy nhờ cậy vang cầu ngươi, nhưng nhất định muốn thay ta biểu diễn một chút, ta ca hát nghe hay bao nhiêu, ngươi cũng biết." Không thể không nói, Tần Tiểu Ngư mặc dù lúc bình thường ưa thích nói đùa, ngay trước mặt Trần Khải thổi phòng chính mình ca hát nghe hay bao nhiêu, lại là cái gì tự nhiên tiếng ca, hoặc cái gì thần thánh tẩy lễ. Nhưng chơi thì chơi, trong lòng vẫn là tự biết mình, trước mặt nhiều người như vậy nếu là hát đi ra ngoài mà nói. Coi như Tần Tiểu Ngư thật sự rất xả ngưu nhưng quá mất mặt mà nói, ít nhiều có chút lúng túng. Tốt tốt tốt, vậy ta liền cứu một chút tràng. Trần Khải cười cười, tiếp đó Tần Tiểu Ngư liền ừ nói, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi lão Trần, quay đầu ta mời ngươi uống trà sữa. Tần Tiểu Ngư thở dài một hơi, tiếp đó đối với huấn luyện viên Lưu nói, huấn luyện viên Lưu ta để cho quản lý xí nghiệp hệ Trần Khải thay ta biểu diễn một chút, hắn đã đáp ứng. Huấn luyện viên Lưu hồi đáp, ân đi, chỉ cần vị này Trần Khải đồng học không có ý kiến, cái kia không quan trọng, ngược lại tối hôm nay tài nghệ biểu diễn chủ yếu là lấy cao hứng làm chủ, ai biểu diễn tiết mục đều được. Tiếp đó Tần Tiểu Ngư an vị trở về vị trí của mình, cùng lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh ngồi chung một chỗ, Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ lòng ngực của mình, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu không phải là lão Trần cứu tràng mà nói, ta đoán chừng ta tự nhiên tầm thường tiếng ca, liền muốn không giấu được đi xuống. Chu lệ lệ hồi đáp, tự nhiên tầm thường tiếng ca. Các con ngươi có thể hay không nói quá khoa trương, nếu như ngươi ca hát dễ nghe như vậy lời nói, làm gì không thoải mái đi lên biểu diễn một chút đâu ngươi như thế thích tú cái này có thế không hề giống ngươi a à tần tiểu ngư chu lệ lệ vừa mới nói xong lời này tần tiểu ngư hắc hắc nở nụ cười lệ lệ ngươi biết cái gì giống ta loại thiên tài này ca sĩ làm sao có thể dễ dàng tại các ngươi những phàm nhân này trước mặt biểu diễn tiết mục đâu coi như ta muốn biểu diễn tiết mục biểu diễn một ca khúc cái kia cũng phải chờ tới một chút tương đối nặng lớn tràn diện ngươi chưa có xem một chút phim truyền hình sao cao thủ chân chính cũng là áp trục ra sân chúng ta tại đại học vừa mới bắt đầu ta cũng không muốn tại huấn luyện quân sự trong khoảng thời gian này, liền trực tiếp đem ta tự nhiên tầm thường tiếng ca sớm lộ ra ánh sáng, hiểu rõ. Tần tiểu ngư đại thổi đặc thổi, thổi gia trâu, đương nhiên chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh cũng có thể nghe được. Mặc dù mọi người cùng tần tiểu ngư thời gian chung đụng cũng không lâu, dù sao mới vừa vặn khai giảng mà thôi, bất quá tần tiểu ngư tính cách như vậy đại đại liệt liệt, cũng không có gì tâm nhãn, thậm chí đặc biệt khờ, chu lệ lệ đương nhiên nghe được tần tiểu ngư là đang khoác lác nói đùa, cho nên cũng chỉ là xem như nói đùa tới nghe, bất quá vẫn là rất chờ mong trần khải ca hát lại nói cá con a à, người ca hát có dễ nghe hay không ta là không biết bất quá nhà các ngươi lão trần ca hát phi thường dễ nghe ta phía trước nghỉ hè thời điểm ta đang ở trên mạng nghe qua ngón giọng không thể chê lại thêm hắn sáng tác cái kia vài bài ca mặc kệ là tiêu sầu vẫn là gió nổi lên lại có lẽ là mập mờ còn có mới nhất đẩy ra ai bài hát này viết đều phi thường tốt cùng trên thị trường chủ lưu những cái kia ca như cái gì quả táo nhỏ quả táo lớn các loại căn bản chính là lão niên nhảy biết cô bây giờ tại chúng ta huyện thành nhỏ lão gia, mỗi ngày đến lúc buổi tối, cũng là một đám các bà bác quảng trường múa chuyên chúc bờ mờ. Bên cạnh hai cái bạn cùng phòng cũng rối rít gật đầu. Không tệ không tệ, chính là năm nay nghỉ hè tới, một đám bác gái đều tại quảng trường nhảy quảng trường múa, phóng chính là bài hát này, ta đều nghe nôn. Không biết Trần Khải dự định hát cái nào bài hát, ta đoán hắn hẳn là sẽ hát cái kia bài tiêu sầu A, dù sao bài hát kia là trước mắt hắn tác phẩm ở trong, toàn bộ mạng đánh giá đều cao nhất một ca khúc tại như thế một cái huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn trong tiết mục mặt hắn chắc chắn ưu tiên hát cái này bài vương tạc cấp ca khúc nghe chính mình đám bạn cùng phòng đánh giá tần tiểu ngư thì cho là như vậy ai nha mặc kệ lão trần hát cái nào bài hát ngược lại đều rất tốt nghe tiếp đó trần khải trực tiếp tại một đám tiếng vỗ tay phía dưới trực tiếp từ trên vị trí của mình đứng lên tiếp đó đi tới đám người ở giữa giáo quan hỏi một chút vị bạn học này ngươi dự định biểu diễn tài nghệ gì ca hát sao vẫn là trần khải hồi đáp liền ca hát a à dự định hát cái nào bài hát giáo quan tới giúp ngươi phóng nhạc đệm trần khải nhìn xem huấn luyện viên lưu nói huấn luyện viên lưu ta muốn hát bài hát này trên mạng không có nhạc đệm không có nhạc đệm có ý tứ gì huấn luyện viên lưu mộng một chút kém chút chưa kịp phản ứng sẽ không phải vị bạn học này là ý nói hắn muốn hát ca là chính hắn viết bản gốc tác phẩm a cũng không hẳn đơn giản a nếu như là âm nhạc hệ đồng học chính mình tự soạn nhạc cái kia ngược lại là rất bình thường dù sao chính mình bản chất chuyên nghiệp Bất quá xem như quản lý xí nghiệp hệ một vị đồng học, vẫn còn có tự soạn nhạc tài hoa, cũng không hẳn đơn giản, hảo, vậy ngươi cần gì nhạc khí, Dương cầm coi như xong, lớn như vậy kiện không có cách nào chuyển tới, guitar được không? Trần Khải gật đầu một cái, có thể. Hắn kế tiếp dự định biểu diễn cái này bài người giống như tôi, chính là một bài guitar diễn tấu ca khúc. Tấu chương xong. Chương 237, tài nghệ biểu diễn người giống như tôi xúc động toàn trường. Thời điểm lúc trước Trần Khải, dù sao liền đã thu được bài hát này biểu diễn độ thuần thục cho nên tại huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn trong tiết mục biểu diễn bài hát này tự nhiên cũng là có lưỡi đau có thừa giáo quan đem một cái guitar đưa cho trần khải trần khải ngồi ở ở giữa cầm cái này guitar tiếp đó đàn tấu còn chưa mở lời hát câu đầu tiên ca từ ngồi ở tầng tiểu ngư bên cạnh chu lệ lệ mấy nữ sinh liền rất hiếu kỳ nói kỳ quái bài hát này làng điệu ta tại sao không có nghe qua a à, nghĩ hè thời điểm ta nghe qua cá con nhà các ngươi lão trần hát qua cái kia vài bài ca bao quát mới nhất tác phẩm mập mờ cùng ai cái này hai bài ca ta cũng nghe qua nhưng cũng không giống như là cái này bài làng điệu a chẳng lẽ là nhà các ngươi lão trần mới nhất tác phẩm không tên gọi là gì a ngươi nghe qua sao chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh rất tò mò nhìn xem tần tiểu ngư tiếp đó hỏi đúng vậy a à, cá con ta cảm thấy bài hát này giống như từ làng điệu mà nói rất không tệ cũng là loại kia dân giao gió cùng tiêu sầu không sai biệt lắm nhưng mà cái giọng này lại rất kia cái gì ta cũng không hiểu âm nhạc hình dung không được ngược lại cảm giác thật là dễ nghe đương nhiên cũng không biết ca từ như thế nào bởi vì loại này dân giao loại nhạc khúc ca khúc đâu, kỳ thực khúc là cái gì cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là muốn nhìn ca từ viết như thế nào. Ngược lại có thể khẳng định là, bài hát này chắc chắn không phải tiêu sầu, bài hát kia ta đều nghe xong 7, 80 lần, khúc ta đều có thế hừ ra tới. Tần Tiểu Ngư cũng gãi đầu một cái, cũng cảm giác rất mơ hồ, đừng nói lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh, bao quát chính mình cùng lão Trần mỗi ngày tại một khối, liền Tần Tiểu Ngư chính mình cũng không biết Trần Khải lúc nào lại viết một ca khúc. Lão Trần bài hát này là lúc nào viết, ta như thế nào hoàn toàn không biết đâu. Được rồi, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, yên lặng nghe chúng ta gia lão trần hát chính là, ta cũng chưa từng nghe bài hát này, nhưng mà chắc chắn rất êm tai, ta tin tưởng chúng ta gia lão trần thực lực. Tần Tiểu Ngư ở bên cạnh hàm hàm nói, chu Lệ Lệ nói càng lời nói thật, cá con ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như cái gì? Giống Trần Khải bạn gái, nhìn một chút ngươi ánh mắt này đều kéo ti. Nói bậy gì đấy ngươi, Tần Tiểu Ngư hừ một tiếng, cái gì gọi là giống bạn gái? Lời này ta nhưng là không thích nghe, liền không thể giống lão bà sao? Có biết nói chuyện hay không nha? đương nhiên, đây là Tần Tiểu Ngư tiếng lòng, Tần Tiểu Ngư tính cách dù lớn đến mức nào tùy tiện, chung quanh nhiều người như vậy dù sao đều ở đây, Tần Tiểu Ngư cũng sẽ không quá không giữ mồm giữ miệng. Bất quá có sao nói vậy? Lão Trần bài hát này khúc luận điệu giống như chính xác rất không tệ. Được rồi không ra nói đùa rồi, yên lặng nghe cá con nhà các nàng lão Trần bài hát này a. À. Nếu như là mới nhất tác phẩm mà nói, vậy chúng ta thế nhưng là đại bảo sướng tai. Bởi vì làm không tốt hắn ở trên mạng những fan hâm mộ thính giả kia, còn không có nghe qua trực tiếp ca khúc mới đâu, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Mà Trần Khải An Vị ở giữa, đánh lấy guitar, đã đàn xong rồi khúc nhạc dạo, tiếp đó chậm rãi mở miệng hát câu đầu tiên, kết quả câu đầu tiên ca từ mới vừa từ trong miệng của hắn hát đi ra về sau, hiện trường soạt một cái liền an tĩnh. Người giống như tôi, vốn nên trực trở qua một đời. Như thế nào hơn mười mấy năm kết quả là, còn tại trong bể người chìm nổi. Kỳ thực bài hát này nguyên bản ca từ hẳn là 20 nhiều năm kết quả là, nhưng mà Trần Khải dù sao bây giờ mới 18 tuổi, ca từ ở trong 20 nhiều tuổi rõ ràng không quá phù hợp, cho nên sửa đổi một chút, sau đó tiếp tục hát câu tiếp theo. Giống ta dạng này người thông minh, đã sớm cáo biệt đơn thuần. Làm sao vẫn dùng một đoạn tình, đi đổi một thân vết thương. Ngay tại Trần Khải chậm rãi hát bài hát, bài hát này khúc nhạc dạo bộ phận về sau, hiện trường rất nhiều nam nam nữ nữ các bạn học trong nháy mắt liền kinh ngạc. Rất nhiều nam sinh nghe bài hát này quá có cảm giác nữ sinh kỳ thực cũng còn tốt nhưng mà nam sinh sau khi nghe đặc biệt có cộng minh cảm giác các huynh đệ quản lý xí nghiệp hệ trần khải hát bài hát này ta phía trước tại sao không có nghe qua a sẽ không phải là chính hắn sáng tác ca khúc a khá lắm hát đến ta tâm khảm bên trong đi đúng vậy a bài hát này ta nghe xong cũng đặc biệt có cảm giác ta là một người đàn ông chân chính đều cảm giác sắp bị hát khóc các ngươi đừng nói nữa không thể yên lặng nghe xong một ca khúc sau yên tĩnh một điểm hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại có một người nữ sinh, dáng dấp cũng coi như trung thượng đẳng, hẳn là tính toán tương đối đẹp không, nhưng mà cũng không có quá cảm giác kinh diễm, đối phương tại tránh mau video ngắn phía trên là một cái có mấy vạn fan hâm mộ tiểu chủ lâu. Tại 2016 năm thời điểm, tránh mau video ngắn phía trên có mấy vạn fan hâm mộ, đó cũng coi là thật không tệ. Đối phương toàn trình mở lấy trực tiếp, mà trực tiếp gian tiêu đề viết là Mado Đại học, 2016 giới tân sinh huấn luyện quân sự hiện trường tài nghệ biểu diễn có không ít cùng thành phố đều điểm tiến vào trực tiếp gian, tiếp đó nhìn thấy hiện trường trực tiếp về sau, lập tức liền có dân mạng tại phòng phát sóng trực tiếp công bình phong phía trên mưa đạn nhắn lại. Khá lắm cái này hát cái gì ca a, à, nghe thật là dễ nghe. Đây là Ma Đô Đại học huấn luyện quân sự hiện trường tài nghệ biểu diễn sao? Đây là 2016 giới tân sinh sao, không đơn giản a, à, tân sinh ở trong lại có như thế một vị biết ca hát tân sinh, ta là một từ Ma Đô tốt nghiệp đại học đi ra ngoài lão A Di, nhìn thấy khóa mới tiểu học đệ có tài hoa như vậy, thật là hậu sinh khả úy a. À. Mà Trần Khải tiếp tục hát, rất nhanh liền hát đến cao trào bộ phận. Giống ta dạng này mê ma người. Giống ta dạng này tìm kiếm người. Giống ta dạng này tầm thường vô vi người, ngươi còn gặp bao nhiêu người. Giống ta dạng này không cam lòng người tầm thường, trên thế giới có bao nhiêu người. Khi Trần Khải hát đến bộ phận này, cả bài hát điệp khúc bộ phận. Không khí hiện trường trong nháy mắt liền nổ. Nam sinh trong đống tại chỗ liền nhất lên một đám tiếng vỗ tay, một ngụm một câu quốc túy tại chỗ liền bạo đi ra, Cờ mờ nờ, người anh em này bài hát này hát quá tốt rồi không biết vì cái gì nghe được câu kia giống ta dạng này không cam lòng người tầm thường trên thế giới có bao nhiêu người nghe được câu này ta có chút không kềm được cảm giác chính là đang hát ta cũng như thế nói quá đúng bài hát này nghe ta quá có cảm giác bài hát này tên gọi là gì vì cái gì trên mạng lục soát không ra tới còn không có phát biểu sao bài hát này nếu là ra các ngươi nhớ kỹ nói với ta một tiếng mạo xưng hội viên ta cũng phải nghe quá êm tai đây mới thật sự là âm nhạc đừng nói những thứ này nam đồng bào nhóm, bao quát hiện trường một ít nữ sinh nhóm cũng nghe chính là kinh hô liên tục, đặc biệt có cảm giác, nhất là những cái kia từ nhỏ đến lớn tương đối người tầm thường, thành tích trung du, tính cách hướng nội, rất bình thường người rất bình thường. Sau khi nghe cảm giác chính là giống đang hát chính bọn hắn. Thậm chí ngay cả giáo quan nghe xong đều cảm thấy rất êm tai, người trẻ tuổi kia không đơn giản. Mấu chốt cái này còn không có hát đến tối vẽ rồng điểm mắt chi bút bộ phận. Bài hát này tối đã động người chỗ chính là ở một câu cuối cùng, mà Trần Khải cũng lập tức liền muốn hát đến bộ phận này. Giống ta dạng này người không giải thích được, sẽ có hay không có người đau lòng. Tấu chương xong. Chương 238, tầng cá con cái kia lão Trần ngươi sẽ sẽ không đau lòng vì ta nha. Nguyên một bài hát hoàn chỉnh hát xuống về sau, đừng nói không khí hiện trường trực tiếp nổ tung. Bao quát vừa mới tên kia cầm điện thoại di động trực tiếp nữ sinh trực tiếp gian, cũng trong nháy mắt bốc lửa. Công bình phong phía trên đều đang khắp nơi cầu tên bài hát, mà trực tiếp gian cũng trực tiếp bị chống đỡ tránh mau video ngắn đứng đầu, rất nhanh không bao lâu, cũng có người phát đến phía bên trên ủy bộ, trong nháy mắt bị chuyển tái. Mà lúc này thời khắc này Trần Khải còn không biết đối với yên lặng phát sinh, hắn vừa mới đem bài hát này biểu diễn xong về sau, lập tức liền nói, tốt huấn luyện viên lưu, bài hát này ta đã hát xong. Đem guitar còn cho huấn luyện viên lưu về sau, Trần Khải theo lễ phép thế là không không cung, tiếp đó liền chuẩn bị trở lại trên vị trí của mình. Huấn luyện viên lưu lúc này mở miệng nói ra, vị này Trần Khải đồng học hát quá tốt rồi, đại gia cho Trần Khải đồng học tới điểm tiếng vỗ tay hiện trường nam nam nữ nữ các bạn học lập tức liền vỗ tay mà chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh lúc này cũng rối rít nói ao 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 các con a à, nhà các ngươi lão trần cũng quá có tài hoa bài hát này hát ta quá có cảm giác mặc dù cũng là dân giao phong cách nhưng mà ta cảm giác bài hát này cùng tiêu sầu so ra mà nói ta vẫn càng ưa thích cái này một bài bởi vì tiêu sầu bài hát kia mặc dù tốt nghe mặc dù rất nhiều trên mạng âm nhạc nhà bình luận bao quát ta cũng thấy qua mấy cái ca sĩ minh tinh đều tại trong tiết mục công khai lời bình qua bài hát này nói bài hát này cỡ nào hảo ca từ tính nghệ thuật cao bao nhiêu nhưng mà ác chủ bài đám người dù sao cũng là trung niên nhân làm chủ nhưng mà bài hát này mở miệng phía trước hai câu ca từ liền trong nháy mắt hấp dẫn ta nhất là câu kia như thế nào hơn mười mấy năm kết quả là còn tại trong bể người chìm nổi các con ta dám nói bài hát này quay đầu nhất định sẽ nóng nảy toàn bộ mạng nhà các ngươi lão trần quá lợi hại cũng quá lợi hại a à. ta nếu là có dạng này năm huynh đệ ta cảm thấy ta nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tỉnh quá hâm mộ ngươi Nghe được đám bạn cùng phòng một ngụm một câu tán dương, Tần Tiểu Ngư lúc này có chút mộng, chủ yếu là chưa kịp phản ứng. Ha ha đó là đương nhiên rồi, nhà chúng ta lão Trần vốn là rất có tài hoa. Nhưng mà nói thật, bài hát này ta cũng chính xác không có nghe lão Trần hát qua, cái này cũng là đầu ta một lần nghe, chính xác giống các ngươi nói, bài hát này quá êm tai, để cho ta có cảm xúc vẫn là một câu cuối cùng ca từ. Chu Lệ Lệ mở miệng hỏi, ngươi nói là câu kia, giống ta dạng này người không giải thích được, sẽ có hay không có người đau lòng. Đúng đúng đúng, chính là câu này ca từ tần tiểu ngư rất nghiêm túc nói tiếp đó lẩm bẩm ở trong lòng lấy lão trần ngươi làm sao lại viết ra dạng này ca từ đâu mặc kệ người khác như thế nào nhưng mà ta nhất định sẽ đau lòng ngươi a à. mà trần khải trở lại trên vị trí của mình về sau ngồi ở trước mặt mình hách tiểu long còn có bên cạnh trần tử trác thạch Hàng lập tức liền giơ ngón tay cái lên lão đại ngươi bài hát này ta là một mười mấy tuổi nam sinh từ tiểu học nghiệp thành tích cũng không phải là rất tốt yêu sớm cùng nữ sinh thổ lộ cũng bị cự tuyệt các phương diện đều rất bình thường khi ta nghe được lão đại ngươi hát bài hát này sau đó ta cảm giác đây không phải đang hát chính ta sao chính xác a à? ta lão đại bài hát này nghe ta đặc biệt bên trên vừa mới hát đến bộ phận cao trào thời điểm ta cảm giác ta sắp khóc đi ra đặc biệt là câu kia giống ta dạng này người không giải thích được sẽ có hay không có người đau lòng có chút lệ mục cái này ca từ cũng viết quá đâm tâm a à, khá lắm so với những cái kia trên thị trường vui sướng âm nhạc nghe ta khó chịu muốn khóc bất quá càng nghe càng khó chịu còn càng không nhịn được nghĩ nghe tiếp. Nghe được chung quanh đối với bài hát này đánh giá về sau, Trần Khải không có chút nào cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc kiếp trước bài hát này chính là rất kinh điển một ca khúc, đã từng cũng nóng nảy nhất thời, gây nên vô số người cộng minh. Trùng sinh sau khi trở về chính mình đem bài hát này hát đi ra, tự nhiên cũng sẽ không bất ngờ, bài hát tốt chính là bài hát tốt, mặc kệ lúc nào phát cũng sẽ là bài hát tốt. Mà Trần Khải đáp lại tương đối nhạc nhiên, ân may mà kỳ thực. Tiếp đó kế tiếp, huấn luyện viên Lưu nói một câu nói như vậy, tốt các vị đồng học, vừa mới trần khải đồng học vì chúng ta mang đến một bài cực kỳ êm tai ca khúc tin tưởng cũng cho đại gia mang theo một cái hảo đầu như vậy kế tiếp ai còn nghĩ đi lên làm một chút tài nghệ biểu diễn đại gia vỗ tay hoan nghênh huấn luyện viên lưu nói xong câu đó về sau đại gia vỗ tay vỗ tay vỗ tay một cái sau một cái nhiệt tình nhưng mà cũng không có người ngốc đến thậm chí ngu xuẩn đến lên đài biểu diễn tiết mục dù sao châu ngọc tại phía trước kế tiếp ai dám lên đài a đây không phải là tinh khiết thằng hề một cái sao nhân gia trần khải hát dễ nghe như vậy ngươi đi lên hát một bài rất thông thường, vừa so sánh như vậy xuống, làm mất người a. Cho nên hiện trường mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, kế tiếp không ai dám lên đài, huấn luyện viên Lưu cũng có thể hiểu được. Cho nên kế tiếp hai cái giáo quan thấy không có người lên đài biểu diễn tài nghệ, thế là an vị xuống dưới, cùng hiện trường các bạn học chia sẻ một chút mình tại binh sĩ một chút chuyện lý thú. Rất nhanh một hai cái giờ cứ như vậy đi qua, trong nháy mắt liền đã đến hơn 9 giờ đêm. Tốt, hôm nay liền đến ở đây kết thúc a, đại gia khổ cực một ngày huấn luyện tối về sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai thao trường tụ tập, bắt đầu chúng ta ngày thứ hai huấn luyện quân sự huấn luyện. Đều nhớ A. À? Giải tán. Làm huấn luyện viên tuyên bố giải tán về sau, hiện trường nam nam nữ nữ các bạn học liền chuẩn bị tất cả trở về tất cả ký túc xá đi, mà tần tiểu ngư hùng hục chạy tới, sau đó trở lại Trần Khải trước mặt. Nhìn xem Trần Khải nói, lão Trần, ngươi vừa mới hát bài hát kia quá êm tai, nghe ta đều có chút xúc động muốn khóc. Trần Khải cười cười, vẫn tốt chứ. Không không không, là vô cùng vô cùng hảo." Tần Tiểu Ngư rất nghiêm túc nói, vừa đi vừa nói, "Bất quá lão Trần, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi bài hát này một câu cuối cùng ca từ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta nhất định phải uống nắng ngươi một chút. Người khác như thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi tuyệt đối không phải. Ngươi tuyệt đối sẽ có người đau lòng, cũng tỉ như nói ta, nếu như lão Trần ngươi sinh bệnh khó chịu mà nói, hoặc không vui mà nói, ta chắc chắn rất đau lòng ngươi. Cho nên lão Trần, người khác đều nói sáng tác bài hát cũng là biểu lộ cảm xúc." ca từ chính mình chân thực khắc họa, ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy nghĩ a, à, người khác không đau lòng ngươi ta đau lòng ngươi a. À. Tần Tiểu Ngư chững chạc đàng hoàng nói. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư như thế chững chạc đàng hoàng mặt mũi tràn đầy hàm hàm bộ dáng, Trần Khải cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp đó vuốt vuốt Tần Tiểu Ngư đầu, yên tâm đi cá con, đây chỉ là một câu ca từ mà thôi. Hắc hắc vậy là tốt rồi, Tần Tiểu Ngư cười hì hì, vừa đi vừa hỏi, cái kia lão Trần, ngươi sẽ đau lòng ta sao? Trần Khải hỏi ngược một câu, ngươi chỉ là cái gì? Chính là, cái này khiến ta nói như thế nào đây, tần tiểu ngư suy nghĩ một chút, chính là trong tỷ như giống ngươi ca từ hát, giống ta dạng này người không giải thích được, sẽ có hay không có người đau lòng, lão trần ngươi sẽ đau lòng ta sao? Trần Khải nhéo nhéo khuôn mặt tần tiểu ngư, tần tiểu ngư ngươi ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta đương nhiên sẽ đau lòng ngươi a, à? cái này còn cần hỏi sao, ta với ngươi là quan hệ như thế nào ngươi cũng không nghĩ một chút. Tấu chương xong. Chương 239, trực tiếp chơi lên hót sớt nhà chúng ta lão Trần quá ngưu. Trần Khải nhéo nhéo khuôn mặt tần tiểu ngư, Tần tiểu ngư lập tức liền nói: Ôi lão Trần ngươi làm gì a? À? Ta phía trước nói không cho phép sờ đầu của ta, bởi vì sờ đầu ta sẽ không thể cao. Hiện tại không sờ đầu ta, bắt đầu bóp mặt ta sao? Ngươi liền không sợ đem mặt của ta bóp lớn sao? Như thế sẽ thành xấu. Trần Khải dở khóc dở cười nói: Tần tiểu ngư, ngươi phía trước không phải để cho ta sờ ngươi khuôn mặt sao? Ta đây là nghe lời ngươi sao? Tần tiểu ngư chu mỏ một cái ba nói: Lão Trần ta phía trước là nhường ngươi sờ mặt ta, ta không có nhường ngươi bóp a. À. Tần tiểu ngư ở trong lòng yếu ớt nói một câu lão trần ngươi bóp mặt ta có gì tài ba đâu, có bản lĩnh hôn ta khuôn mặt nha. tần tiểu ngư ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói, đương nhiên lời này chắc chắn là không dám chính miệng nói ra được, bởi vì y theo chính mình đối với lão trần hiểu rõ, vạn nhất hắn thật sự hôn chính mình làm sao bây giờ. nhiều người như vậy đều ở đây, tần tiểu ngư coi như bình thường tương đối xã giao ngư bức, nhưng mà cũng không đến nổi quá cái kia, dùng rất nhiều năm sau này lời nói, vậy thì tương đương với xã hội tính chất tử vong hiện trường. chỉ chốc lát sau trần khải cùng tần tiểu ngư liền đi tới nam sinh cùng phòng ngủ nữ sinh chỗ giao giới thế là trần khải liền nói cốt cá con đã đến nữ sinh các ngươi túc xá tối về sớm nghỉ ngơi một chút a à, hôm nay chúng ta cũng huấn luyện cả ngày đều thật mệt mỏi đi xem các ngươi từng cái không có tin đã thải bộ dáng buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút không cần chơi điện thoại chơi quá muộn tần tiểu ngư a à a à gật đầu tốt lão trần tuân mệnh tần tiểu ngư bày một cái động tác tiếp đó hàm hàm cười như vậy lấy cùng bên cạnh chu lệ lệ nói lệ lệ chúng ta trở về phòng ngủ a đồng thời cũng hướng về trần khải vẫy vẫy tay lão trần bái bai rồi ngày mai thao trường gặp a trần khải bọn hắn mấy ca cũng trực tiếp về tới phòng ngủ nam sinh ở trong rửa mặt rửa mặt riêng phần mình đều leo đến riêng phần mình trên giường duỗi cái lưng mệt mỏi tiếp đó cảm thán một chút ai nha trời ạ à, huấn luyện quân sự thật không phải là người qua thời gian a vừa nghĩ tới còn có nhiều ngày như vậy huấn luyện quân sự ta liền nhức đầu ta cánh tay cùng chân mặc dù bây giờ không có cảm giác gì bất quá các ngươi tin hay không a đợi sáng mai lúc thức dậy, cam đoan cánh tay của các ngươi cùng chân hung hăng đau nhất. Ta tin, ta quá tin. Trước đó cao trung lúc huấn luyện quân sự liền có loại cảm giác này, quá khó quên. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự có thể vấn đề không lớn, nhiều nhất cũng chính là cùng ngày hơi mệt mỏi một điểm mà thôi. Nhưng mà sáng ngày thứ hai tỉnh lại cam đoan các ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh. Nghe các ngươi kiểu nói này ta đều có chút không dám ngủ. Trần Tử Trác nói. Tiếp đó ngay sau đó lập tức liền kinh hô lên một tiếng, cờm nờ. Khá lắm mở miệng chính là quốc túy, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao trần tử trác bọn hắn ca ba cái cũng là 18-19 tuổi thanh niên, mở miệng nói vài lời quốc túy cái kia rất bình thường, trần khải cùng bọn hắn dù sao không giống nhau, hắn dù sao cũng là một cái người trùng sinh. Nếu như một cái sống mấy chục năm người sau khi trùng sinh, còn cùng bọn hắn những thứ này thanh niên một dạng một nguồn một câu quốc túy, cái kia ngược lại có chút không giống như đồng đại. Thế nào trác ca, đêm hôm khuya khoát ngạc nhiên, làm ta sợ kêu to một tiếng hách tiểu long hỏi. Trần tử trác hồi đáp, ngượng ngùng, chủ yếu là ta vừa mới thấy được một cái nhỏ nhoi học sớt, phản ứng có chút quá độ. Cái gì nhỏ nhoi học sớt a, ngươi còn chú ý cái đồ chơi này. Ta còn tưởng rằng chỉ có những truy tinh nữ sinh kia mới hơi chú ý học sớt những minh tinh kia bác quái. Trần Tử Trác nói, các ngươi mau nhìn, đặc biệt là lão đại, nhanh chóng nhìn một chút phía bên trên ủy bộ, chúng ta ma đô đại học 2016 giới tân sinh huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn hiện trường đã bị trực tiếp cùng với phát video tại các đại trên trang mạng xã giao mặt, hơn nữa còn lên đến nhỏ nhoi hóc xớt ba hạng đầu. Trước mắt nóng bỏng nhất đầu này dáng văn đã vượt qua 10 vạn trở lên nhấn like, khu bình luận hết mấy vạn đầu. Lão đại, ngươi đây là muốn hỏa tiết tấu A. À? Trần tử trác kích động nói, tiếp đó bên cạnh hắc tiểu long cùng thạch hàng cũng đều rất hiếu kỳ, thế là lập tức đưa tới. Lúc này đã cởi quần áo ra, mặc một đầu tứ giác đồ lót liền trực tiếp hùng hục đi xuống. Ta đi, các ngươi làm gì, không mặc quần áo hướng về ta trong chăn chui cái gì chui, một đám gây cách ta xa một chút, Ta rất không có cảm giác an toàn a. À? Trần tử trác đùa dẫn nói. Không biết trang điểm ngươi, ta còn chướng mắt ngươi đây. Hách tiểu long chửi bậy rồi một lần, điện thoại di động ta phía trên không có đao loạt nhỏ nhoi, nhanh chóng cho ta xem một chút, chúng ta lão đại thực lên hót sức sao. Như thế nào, các ngươi còn tưởng rằng ta lừa gạt các ngươi thì sao, nói đùa, ta là loại kia người ăn nói lung tung sao. Trần tử trác lấy điện thoại di động ra cho bọn hắn nhìn một chút, lại còn thực sự là. Tiếp đó trong ký túc xá người anh em này ba cái đều rất kích động nói, lão đại, ngươi thật sự bên trên nhỏ nhoi hót xớt, bây giờ rất nhiều nhỏ nhoi đám dân mạng, đều tại khu bình luận khen ngươi bài hát này hát quá êm tai, phô thiên cái địa đều đang cầu xin tên bài hát, bài hát này đây là muốn bạo hỏa tiết tấu A. Trần Khải cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phía bên trên Weibo bình luận, trên cơ bản cũng là thanh nhất sắc khen ngợi, đủ loại cầu tên bài hát cái gì. Bao quát hắn cũng chú ý tới mình tại Tencent Music trên bình đài fan hâm mộ quan chú lượng, đã trực tiếp đột phá đến 50 vạn. Tại một cái âm nhạc trang chủ phía trên có 50 vạn quan chú lượng, kỳ thực cũng là rất không dễ dàng, dù sao cũng không phải nhỏ nhoi video ngắn những thứ này thường xuyên phát động thái xã giao website. Giống loại kia âm nhạc trang chủ quan chú lượng cũng là rất khó xông lên, nếu như không làm giả số liệu tình huống phía dưới. Trần Khải chậm rãi nở nụ cười, ân cái này không có gì, nhìn các ngươi từng cái ngạc nhiên, một bộ bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Trần Khải phản ứng liền đạm nhiên nhiều, bài hát này sẽ ở trên mạng bạo hỏa hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, lại thêm thân là một cái người trùng sinh, nếu là cái rắm lớn một chút sự tình cũng giống như tử trắc ba người bọn hắn kích động thành như thế, cái kia ổn là người trùng sinh, cho nên phản ứng cũng là tương đối bình tĩnh. Bất quá tần tiểu ngư lúc này lại kích động vô cùng phát tới tin tức, wow wow wow. Lão Trần ngươi thấy được không có, ta vừa mới trở lại chúng ta phòng ngủ sau này thì sao, liền chú ý tới ngươi lên hót sớt, ngươi thấy được không có, thấy được không? Tần tiểu ngư kích động vô cùng mà hỏi, còn không có đợi Trần Khải trả lời, lập tức thì nhìn một mắt bên người chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh, Tiếp đó ha ha mà cười cười. Như thế nào thân yêu đám bạn cùng phòng, bọn tỉ muội vừa mới tại sân luyện tập thời điểm ta không có khoác lắc A. Ta liền nói chúng ta gia lão Trần có tài hoa như vậy, bài hát này hát dễ nghe như vậy, ca từ cũng viết bổng như vậy, bài hát này nhất định có thể bạo hỏa. Như thế nào A, có phải hay không rất bội phục nhà chúng ta lão Trần đâu? Tấu chương xong. Chương 240, không nghĩ tới A tầng cá con ngươi thật sự phu quản nghiêm. Nhìn thấy tầng tiểu ngư cái phản ứng này về sau, Tần tiểu ngư các nàng ký túc xá nữ sinh ở trong, chu lệ lệ mấy người các nàng cũng là dở khóc dở cười. Tần tiểu ngư a à, Tần tiểu ngư, ngươi xem ngươi bây giờ cái bộ dáng này, biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Tần tiểu ngư hàm hàm hỏi, ta bây giờ như cái gì? Ngoại trừ giống mỹ nữ ta còn có thể như cái gì? Vừa mới chu lệ lệ đang uống nước, nghe được Tần tiểu ngư lời này về sau kém chút uống phun ra, kém chút không có tại chỗ bị nghẹn. Mặc dù Tần tiểu ngư nhan trị đúng là rất cao, lời này một chút cũng không giả nhưng mà Tần Tiểu Ngư dùng một cổ đông bắt lại nói đi ra ngoài cảm giác như thế nào kỳ quá như thế đâu. Cái này hài hước cảm cũng quá lớn a. À. Vân 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 mỹ nữ mỹ nữ. Ha 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 các ngươi thừa nhận liền tốt, Tần Tiểu Ngư cùng Trần Khải Hàng huyên một hồi thiên, mãi cho đến buổi tối gần 10 giờ nửa dáng vẻ, Chu Lệ Lệ các nàng đã rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Các con ngươi còn chưa ngủ sao, đã muộn bên trên 10 giờ rưỡi, ngày mai thế nhưng là còn muốn tiếp tục huấn luyện quân sự, ngươi liền không sợ bắt đầu từ ngày mai không tới sao ta có thế cảnh cáo ngươi a, à, ngươi hôm nay buổi tối nếu là ngủ quá muộn mà nói, bắt đầu từ ngày mai không tới, đến lúc đó đi thao trường đưa tin đến muộn, vạn nhất bị giáo quan phạt chạy vòng, cũng không thể oán trách chúng ta a. À. hơn nữa hôm nay chúng ta quân huấn suốt cả ngày, ngươi hôm nay nếu là không sớm nghỉ ngơi một chút, cơ thể chắc chắn không khôi phục lại được, làm không tốt ngày mai thời điểm, đặc biệt là buổi sáng, cam đoan toàn thân ngươi cơ bắt đau nhất vô cùng. Tần Tiểu Ngư rất qua loa lấy lệ nói một câu, ai nha các ngươi như thế nào giống như mẹ ta lại nhảy đâu, ta chờ một lúc ngủ tiếp chính ta tâm lý nắm chắc, các ngươi ngủ trước các ngươi a, à, không cần phải để ý đến ta, ngày mai ta nhất định có thể lên được tới. Tần Tiểu Ngư vừa mới nói xong lời này, liền thấy Trần Khải phát vài câu tin tức. Mà lại là rất thẳng thắn vài câu tin tức, Trần Khải dặn dò một câu, Tần Tiểu Ngư, ngươi có biết hay không bây giờ đã mấy giờ rồi, 10 giờ rưỡi, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi tối, ngươi có phải hay không hẳn là để điện thoại di động xuống ngoan ngoãn đi ngủ. Tần Tiểu Ngư gật đầu nói, úp úp ok, ta lập tức đi ngủ, lão Trần ta nghe lời ngươi tần tiểu ngư đoạn này tin tức là dùng giọng nói phát cho nên chu lệ lệ các nàng ba nữ sinh cũng nghe được rõ ràng cũng chính bởi vì làm như vậy tràn liền mộng bức tần tiểu ngư ngươi không phải mới vừa còn nói như thế nào ta nhắc nhở ngươi ngủ sớm một chút ngươi liền không nghe trần khải nhắc nhở ngươi ngủ sớm một chút ngươi lập tức liền ngoan ngoãn làm theo đây có phải hay không là có chút quá cái kia chu lệ lệ cũng là có chút dở khóc dở cười nhìn không ra a à tần tiểu ngư không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái phu quản nghiêm trần khải nhường ngươi ngủ ngươi như thế nào không giống vừa rồi nói chuyện với ta ngữ khí đâu. Nhưng ngươi ngủ, ngươi lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. Tần tiểu ngư cười hì hì, hì hì, ta bây giờ liền đi rửa mặt, không nói với các ngươi. Tần tiểu ngư thả xuống điện thoại di động của mình, tiếp đó lập tức đi phòng vệ sinh rửa mặt rửa mặt, đánh răng, rửa chân một cái tắm một cái đít tất, tiếp đó liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ đây. Một màn này may tần chí đông cùng dương hiểu tuệ, cũng chính là tần tiểu ngư ba ba mụ mụ không nhìn thấy, nếu không cũng chia phút sẽ hoài nghi nhân sinh vợ chồng bọn họ hai cái nhất định sẽ nghĩ vì cái gì chúng ta làm cha mẹ mỗi lần dặn dò cá con buổi tối ngủ sớm một chút chính là không nghe đâu thường xuyên là lừa gạt xong việc nói là ngủ ngủ nhưng vẫn là trốn ở phòng ngủ của mình trong phòng nhìn điện thoại nhưng mà vừa mới trần thải như thế một dặn dò tần tiểu ngư phản ứng có thế hoàn toàn không giống ngay lập tức đi rửa mặt rửa mặt thật sự lên giường ngủ cho chu lệ lệ mấy người các nàng bạn cùng phòng cũng cho nhìn mộng rối rít chửi bậy rồi một lần tần tiểu ngư nhìn không ra ngươi lại là như vậy Nhà khác cũng là thê Quản Nghiêm, đến ngươi ở đây lại la ó, thành phu Quản Nghiêm sao? Nghe lời như vậy. Khá lắm, xem ra hai người các ngươi, ngươi cùng Trần Khải nếu là yêu đương, phát triển thành nam nữ bằng hữu quan hệ, cái kia Trần Khải gia đình địa vị rất cao a, à, chắc chắn sẽ không giống cha ta. Ha 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 cha ta cũng là, lúc nhà ta, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng là mẹ ta định đoạt, cha ta không dám có ý kiến gì. Ta cũng là ta cũng là. Nhưng mà ta cảm giác chúng ta cá con không giống nhau, cái này phu Quản Nghiêm, khá lắm cho ta đều xem không rẻ trong ký túc xá ba nữ sinh nhóm lúc này đều khẳng một chút tần tiểu ngư uy 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 mấy người các ngươi cái gì phu quản nghiêm a à, đừng nói lung tung có hay không hảo ta mới không có tần tiểu ngư cũng không thừa nhận chính mình chỉ là vừa buồn ngủ quá được không mới không phải giống các ngươi nói như vậy vân 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 vây lại vây lại vừa mới lệ lệ nhường ngươi lúc ngủ ngươi còn không vây khốn trần thải nhường ngươi ngủ ngươi liền trực tiếp vây lại trước sau còn chưa vượt qua 30 giây a à, giấc ngủ sử thượng kỳ tích a à tần tiểu ngư chính mình cũng là có chút điểm không kềm được ngay sau đó chu lệ lệ các nàng ba cái liền không có tiếp tục trêu chọc đi hôm nay huấn luyện quân sự cả ngày đại gia đúng là có chút mệt mỏi cho nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi bao quát trần khải bọn hắn ký túc xá cũng là nhưng mà ngay tại đêm khuya thời điểm đại khái là buổi tối rạng sáng 12 điểm tại ma đô bản địa một nhà minh tinh công ty quản lý ở trong có một vị đang học nữ minh tinh tên là triệu linh nhi tại ngành giải trí địa vị cao vô cùng tặc hỏa tặc hỏa loại kia bất quá trước đây thân phận dù sao cũng là diễn viên gần nhất nghĩ chuyển hình làm một vị ca sĩ cũng không thể nói chuyển hình a dù sao làm một nghệ nhân ai không muốn đang diễn trò ca hát cùng tống nghệ chờ toàn phương diện nở hoa đâu nhưng dù sao cũng là diễn viên xuất thân cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân cho nên tại phương diện sáng tác bài hát làm thơ chính xác không có gì năng lực nhưng lại nghĩ ra một bài đơn khúc vốn là đã đã hẹn một vị nghiệp nội người chế tác giúp mình chế tạo riêng một ca khúc kết quả là ở thời điểm này triệu linh nhi tại soát nhỏ nhoi đồng thời liền thấy xông lên hót sức cái tiêu đề này ma đô đại học huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn hiện trường vì tình huống bài hát này hát cũng quá dễ nghe a à, cái này ca từ viết coi như không tệ a à, hơn nữa cái này giai điệu cũng là kiểu mà ta yêu thích bài hát này là nam sinh này chính mình tự soạn nhạc sao không nghĩ tới thế hệ trẻ tuổi ở trong thế mà ra như thế một vị người tuổi trẻ có tài triệu linh nhi lập tức cùng chính mình người quản lý nói một lần vương tỷ nếu không thì quay đầu ngươi liên lạc một chút người trẻ tuổi này hắn nhưng cũng ca hát còn có tự soạn nhạc phương diện có tài hoa như vậy, không biết có thể hay không mời hắn giúp ta làm theo yêu cầu một ca khúc, nếu như có thể mà nói ta nguyện ý ra giá cao. Xem như đang học nữ minh tinh Triệu Linh Nhi người quản lý, đó cũng là bây giờ ngành giải trí ở trong rất lớn cả một vị kim bài người quản lý. Đối với trong giới giải trí gần đây một chút người mới, hoặc tương đối có tăng trưởng thế tân tấn ca sĩ tự nhiên cũng đều là có chú ý. Linh Nhi, người ánh mắt coi như không tệ, trong video nam sinh này đâu, tại đoạn thời gian gần nhất vô cùng vô cùng hỏa. Trước ngươi hẳn là nghe qua cái kia bài toàn bộ mạng quét màn hình tiêu sầu a. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái, bài hát này ta đương nhiên nghe qua. Chính là của hắn. Tấu chương xong.